Có khi nào đang like cái vở ói không chị? Trời ơi, bé có duyên quá ha. Cũng con gái luôn, cũng con gái con lứa luôn mà không có miếng duyên miếng dùng gì hết trơn á. Mày lo chiều nay mày ăn cái gì kìa. Mày lo chiều nay mày ăn cái gì đây, mày đừng lo cho mẹ con tao nha. Cảm ơn mày nhiều nha. Mày rảnh quá trời à. Nghe nè mấy em ơi, mấy em nào mà chưa có con á, nó nghe nè chưa có con, mai mốt có con đi rồi biết, đừng hỏi. Đừng hỏi người ta gì hết trơn, hỏi mấy con không có duyên có dùng gì hết trơn á. Ha. Ủa mới đám cưới giờ bụng chà bá rồi hả? Dạ chị. Nó nghe nè chị, em lấy thằng Hải. Thằng này cái này cũng con của thằng Hải, chị đừng lo nha. Em có bầu với chồng chị đâu, chị đừng lo. Con Hải, Hải lo. Có gì chị duyên thấy ghê. Con người ta đẻ của người ta lo, của người ta nuôi chứ ai. Mình có giúp người ta, mình cho ta được ngàn nào để phụ người ta chăm sóc con cái không? Mà sao hay thắc mắc quá à. Phải chi tao nói nghe nè, phải chi tao đang quen con mập nè, tao đang chơi lét với nó nè, tự nhiên tao lấy thằng chồng cái tao có bầu. Thì á, chồng tao đổ vỏ hay là gì đi á. Mà nếu mà nó có đổ vỏ, nó không nói thôi mấy má hỏi chi trời, kỳ vậy trời. Nói thiệt nha, tại tao có bầu tao mới lấy chồng á, chứ tao chưa có bầu 3 năm nữa tao mới lấy. Tao chơi cho đã luôn, tao chơi hết thằng này tao bỏ, tao chơi tới thằng kia tao chơi nát bét luôn, tao mới đi lấy chồng, tao nói thiệt. Tại tao có bầu nên tao mới lấy chồng đó. Phải Hải quay xe em kìa. Hải quay xe đó, thằng đó đó, nó đó. Cha cái bé đó. Trời ơi, bữa nay nó chặn ngay chân cái mu nè mấy chị, nó đau lắm, nó ê dữ lắm luôn á. Cho nên nó đứng lên ngồi xuống nó đau dữ lắm. Cho nên thông cảm giùm em nha, em ngồi đây luôn nha. Chủ yếu mấy chị coi xương xương vậy đây. Em đau quá mấy chị ơi. Em đau quá à. Bởi vì lúc mà em có mẹ em mà có bầu đứa em gái út á mấy chị, là lúc đó em còn nhỏ xíu à. Lúc đó em còn nhỏ xíu mà đâu có phụ bả được gì đâu, cũng đâu có biết bả đau hay này kia kia nọ sao đâu. Mà được có cái lúc mẹ em có bầu bả khỏe dữ lắm, bả khỏe lắm, bả đi cờ cờ, bả đạp xe đạp, bả chạy nhún nhảy, bả làm đủ thứ ha. Bả đi chợ, bả đội bộ, đi chợ xa lắm chứ bộ đội bộ chứ làm gì có xe đi. Hay bả khỏe ghê trời. Sao tới được mình nó yếu, tới được mình nó yếu. Tại vì vốn dĩ em đã yếu sẵn rồi.